Nhà xuất bản Vatican đã giới thiệu cuốn sách ngắn này, được viết bởi một trong những hồng y từng tham dự thượng hội đồng giám mục về gia đình. Đức Hồng y Francesco Coco Palmerio, chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về giải thích văn bản giáo luật, đã đưa ra bình luận về chương 8 trong tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng về việc làm thế nào để giúp những người ly dị và tái hôn có thể tái hòa nhập với giáo hội. Theo Đức Hồng y, giáo hội có thể cho phép họ lãnh bí tích hòa giải và bí tích thánh thể nếu họ ước muốn thay đổi tình cảnh của mình dựa trên giáo huấn của hội thánh, nhưng lại không thể làm thế nếu không vi phạm sự công bình. Nhà thông luật Maurizio Cronchi, người từng tham dự thượng hội đồng giám mục, là một trong những người chịu trách nhiệm giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng y. Bạn phải ý thức được mình đang mắc tội và có ước muốn thay đổi. Đó là những điều kiện đi kèm. Nó không nói rằng tất cả mọi người trong bất cứ trường hợp nào cũng được tha miễn. Amoris Laetitia cố gắng chỉ ra những cách có thể để hoán cải, không phải để giải quyết những hôn nhân tan vỡ. Nó tìm cách để giúp đỡ họ cùng với ân sủng của Chúa. Đức Hồng y đề xuất rằng mỗi giám mục chỉ định một vài người trong giáo phận để giúp đỡ những người trong hoàn cảnh này, để họ hiểu được họ có thể lãnh các bí tích hay không. Đồng thời, họ cũng phân biệt những tình huống mà trong đó người ấy không thể lãnh nhận bí tích thánh thể. Ví dụ như những người biết rằng họ đang mắc phải tội trọng và có thể thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng lại không có ý định làm như vậy. Đức Giáo hoàng cũng từng giải thích vấn đề này cách đây một năm trong chuyến bay trở về từ Mexico. Nhà xuất bản của cuốn sách đảm bảo rằng đây không phải là câu trả lời của Vatican trước những nghi ngờ được đưa ra bởi bốn vị hồng y. Nó không phải là một văn bản để trả lời cho những nghi ngờ này của các vị hồng y như một vài người đã nói. Nó là một văn bản để giải thích chương này cho những người giáo dân bình thường. Dù có là câu trả lời hay không, chắc chắn rằng nó là một tiếng nói có thẩm quyền mới được cất lên trong cuộc tranh luận gay gắt về một trong những văn kiện quan trọng nhất trong triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco.